Mizuhiki là nghệ thuật thắt dây độc đáo của Nhật Bản, dùng để trang trí và niêm phong lá thư, đảm bảo thông tin bên trong được giữ kín tuyệt đối. Hơn thế nữa, theo văn hóa của người Nhật, Mizuhiki còn được xem như là tấm bùa hộ mệnh, để bảo vệ và chống lại những điều xấu xa. Hiện nay, nút thắt Mizuhiki thường được sử dụng theo ý nghĩa kết nối mọi người, giúp mọi người gắn bó, thân thiết hơn, qua những món quà có trang trí nút thắt này. Có nhiều giả thuyết về nguồn gốc của cách thắt dây này. Nhưng nguồn gốc được nhiều người biết đến nhất là vào thời kỳ Ashika, sợi dây nhuộm màu đỏ và trắng làm từ cây gai dầu, được gắn liền với món quà mà Ono no Imoko, một chính trị gia, nhà ngoại giao Nhật Bản đã mang từ nhà Tùy, Trung Quốc về như một sứ mệnh liên kết chính trị cao cả. Kể từ đó, những sợi dây đỏ và trắng đã được buộc vào những lễ vật gửi tới cung điện. Dần dần, việc này trở nên phổ biến và hình thành phong tục của người dân Nhật Bản cho đến tận ngày nay. Mizuhiki có nhiều cách thắt khác nhau, mỗi loại có cách sử dụng riêng, nhằm đảm bảo ý nghĩa riêng biệt của từng món quà bạn gửi cho người đối diện. Cách thắt hình nơ cho Chomotsubi. Phương pháp phổ biến nhất để thắt Mizuhiki là hình nơ giống như cánh bướm. Vì nơ có thể được thắt dễ dàng và có thể thắt lại nhiều lần tùy thích, nên nó được sử dụng cho các lễ kỷ niệm và lòng biết ơn, như mừng sinh con, lễ nhập học, quà tặng cuối năm, v.v. Tuy nhiên, đặc biệt chú ý, nút thắt Mizuhiki hình nơ không sử dụng cho tiệc mừng đám cưới, thăm nom hoặc viếng tang, vì theo người Nhật, hình nơ trong trường hợp này sẽ thể hiện vòng lặp, những chuyện không may hoặc chỉ xảy ra một lần trong đời thì không nên lặp đi lặp lại phải không nào? Cách thắt thành nút Mizuhiki. Đây là cách thắt Mizuhiki thành một nút thắt được buộc chặt, sao cho phần đuôi của nút hướng lên trên. Bằng cách buộc chặt không thể bị bung ra, thắt nút này mang ý nghĩa là ngăn chặn điều tương tự xảy ra trong tương lai. Trái với cách thắt hình nơ, cách thắt này mang ý nghĩa một khi đã thắt thì không thể cởi ra. Chính vì vậy lễ cưới hỏi, ốm đau hay đám tang thường sử dụng cách thắt Mizuhiki này. Cách thắt Awaji. Đây là cách thắt nút tương tự như Mizuhiki trước đó, nhưng có phần phức tạp hơn. Ngoài mang ý nghĩa vĩnh cửu như nút thắt Mizuhiki, Awaji Mizuhiki này còn mang ý nghĩa kết thúc những điều xấu để những điều tốt đẹp diễn ra. Cách thắt nút này trông lộng lẫy, cầu kỳ, vì vậy nó thường được sử dụng cho các ngày đặc biệt như kỷ niệm, đám cưới hoặc các dịp lễ trang trọng. Cách thắt hình quả mơ. Đây là một cách thắt nút Mizuhiki biến tấu của nút Awaji. Đúng như tên gọi, nút thắt này trông giống như một bông hoa mơ. Nút thắt này không dễ dàng tháo gỡ, nên không chỉ mang ý nghĩa vĩnh cửu, mà còn mang ý nghĩa của sự cố gắng không ngừng nghỉ, vươn lên đầy sức sống như loài hoa mơ, nở rực rỡ vào mùa xuân, sau khi cố gắng trải qua mùa đông khắc nghiệt. Chính vì vậy, nút thắt này cũng thường được sử dụng trong quà tặng lễ kết hôn, hoặc các lễ kỷ niệm. Mizuhiki thường được thắt bằng nhiều sợi dây màu khác nhau. Số lượng sợi dây để làm các nút thắt cũng mang ý nghĩa khác biệt. Thông thường, số dây lẻ sẽ tượng trưng cho điềm lành, sử dụng trong các nghi lễ, lễ cưới, lễ kỷ niệm. Còn số dây chẳng tượng trưng cho sự đau buồn, thương tiếc, thường sử dụng cho các lễ tang, lời chia buồn. Mizuhiki có đến hơn 200 màu sắc để trang trí vào mỗi dịp khác nhau. Trong những sự kiện vui vẻ như lễ cưới, sinh nhật, người ta dùng kết hợp dây màu đỏ với trắng, vàng với bạc, hay đỏ với vàng. Còn màu trắng với đen, vàng với trắng, xanh với trắng hoặc bạc thì được sử dụng trong các sự kiện không vui như đám tang. Khi buộc nút, màu đậm sẽ ở bên phải và màu sáng ở bên trái. Mỗi đất nước luôn có những đặc điểm riêng biệt, cũng như tín ngưỡng tâm linh riêng. Chính vì thế hãy cẩn trọng và chú ý, để không phạm phải sai lầm khi gửi đến đối phương lời chúc mừng hay lời chia buồn một cách chính xác và tinh tế nhất nhé.